chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn móc áo tắm một mảnh cho búp bê Barbie với kiểu như vậy. Ta cần chỉ cô tông Việt Nam, kim móc số 2 và kéo. Trước tiên các bạn móc lên 5 bính. Ta đã móc xong 5 bính. Tiếp tục các bạn lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ hai. Và 3 bính vừa gầy sẽ được tính là hàng thứ nhất. Được tính là mũi móc kép thứ nhất. Các bạn tiếp tục móc 5 mũi móc kép vào 5 bính mà ta vừa móc. Tiếp tục các bạn lên 3 bính. Ta móc 5 mũi móc kép vào 5 chân móc kế tiếp. Tiếp tục các bạn lên 2 bính. Các bạn móc 2 mũi móc kép chụm vào một đầu. Tiếp tục các bạn móc 1 mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Tiếp tục các bạn móc 2 mũi móc kép chụm vào một đầu. Các bạn lên 3 bính. Các bạn móc 1 mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Tiếp theo là 1 mũi móc kép. Ở hàng thứ tư các bạn móc tổng cộng là 3 mũi móc kép. Hàng thứ năm các bạn sẽ lên 3 bính. Chân móc thứ nhất các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép chụm vào một chân móc. Tiếp tục các bạn móc 1 mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Và cuối cùng các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép chụm vào một chân móc. Lên 3 bính.
móc hai mũi móc kép chụm vào một chân móc. Tiếp theo các bạn sẽ móc 3 mũi móc kép vào 3 chân móc kế tiếp. Tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép chụm vào một chân móc. Tiếp tục các bạn móc 4 bính. Các bạn móc vào đây 2 mũi móc kép chụm vào một chân móc. Bạn móc 3 mũi móc kép vào 3 chân móc kế tiếp. Và cuối cùng các bạn móc 2 mũi móc kép chụm vào một chân móc. Tiếp theo các bạn móc 4 bính. Bạn móc lần lượt hết cái phần lưng quần này và các bạn móc toàn bộ là mũi đơn. Các viền xong phần lưng quần, tiếp tục các bạn lên 3 bính. Các bạn móc vào chân móc kế tiếp 2 mũi móc kép.
bạn móc một bính, móc hai mũi móc kép vào chân móc các bạn vừa móc. Tiếp tục các bạn bỏ ba chân móc, móc vào chân móc thứ tư hai mũi móc kép. Các bạn móc một bính, tiếp tục móc hai mũi móc kép vào chân móc các bạn vừa móc. Các bạn móc một mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Tiếp tục các bạn lên 3 bính. Một mũi móc kép. Tiếp tục móc vào khoảng trống ở đây hai mũi móc kép. Bạn móc vào chân móc ở đây ba mũi móc kép. Các bạn lên một bính, tiếp tục móc vào đây hai mũi móc kép. Bạn cuối cùng các bạn sẽ móc vào chữ móc cuối cùng một mũi móc kép. Tiếp tục các bạn sẽ lên 3 bính và chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc 3 mũi móc kép cùng vào một chân móc. 3 bính vừa gầy sẽ được tính là mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi
móc cái thứ ba. Và các bạn sẽ móc vào đây hai mũi móc kép. Một bính. Tiếp tục hai mũi móc kép vào cùng một chân móc. Bạn sẽ móc vào chân móc chính giữa. Và cuối cùng các bạn sẽ móc 3 mũi móc kép vào cùng một chân móc. Các bạn lên 2 bính. Và ở hàng này các bạn móc toàn bộ là mũi nửa kép. Tiếp tục các bạn lên một bính và ta móc 4 mũi đơn vào 4 chân móc đầu tiên. Bạn dùng một mũi dời để dời kim qua. Các bạn lên 3 bính. Tiếp tục các bạn bỏ một chân móc và các bạn móc 4 mũi móc kép vào 4 chân móc kế tiếp. Tiếp tục các bạn lên 2 bính lật qua và các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép chụm vào một đầu. 2 bính vừa gầy sẽ được tính là mũi móc kép thứ nhất. Tiếp bạn sẽ móc 1 mũi móc kép. Tiếp theo là 2 mũi móc kép chụm vào một đầu. Tiếp tục các bạn lên 2 bính và các bạn sẽ móc 3 mũi móc kép chụm vào một đầu. Tiếp theo các bạn sẽ móc 50 bính. Để làm dây buộc cổ áo.
ta đã móc xong 50 bính. Các bạn lợi mối và cắt chỉ. Tiếp tục, bên đây các bạn cũng sẽ móc đối xứng như vậy. Các bạn sẽ móc vô 4 mũi đơn. Các bạn dời mũi kim qua lên 3 bính. Các bạn bỏ chân móc, móc vào chân móc kế tiếp và móc 4 mũi móc kép vào 4 chân móc kế tiếp. Tiếp tục các bạn móc 50 bính như dây bên đây. Ta đã móc xong áo 800 búp bê. Bạn có thể đính vào đây một cái bông để trang trí. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.